Hello, xin chào các bác nhé. Thì không biết là có bác nào vừa câu vừa nghiện cầu lông như em không, và cả đá bóng nữa. Thì ngày hôm nay em ở đó một cái vợt cầu lông này. Cùng người ta kiện này. Bên vận chuyển này họ rất là ưu ái, có thể là về cùng những cái hàng kia và gần như là một cái kiện nhảy họ sẽ để trên cabin, không xuất sát cái gì luôn. Đấy, nên là bác nào thích những cái thích chơi những cái hàng nội địa hoặc là về cái sản phẩm gia dụng thì cũng có thể vào em sẽ đặt hộ các bác nguyên xi luôn. Và cái vợt này ở trên Tmall nó đang bán là 600 tệ, 619 tệ. Vợt của hãng Rolex. Thực ra thì là 618. 6 Thực ra thì em thấy rất là nhiều nhiều shop ở trên Tmall luôn nhé. Đấy, Rolex AX88D 100 game, và cái vợt này thì là vợt 4U. Em thì em chuyên chơi dòng 4U đấy. Em thấy ở trên này nhá, nó có những cái vợt cầu lông ấy, cái hãng Rolex hoặc là Li Ling ấy, ở trên này cũng rất là nhiều nhiều shop Li Ling cũng như là nhiều shop Rolex luôn. Thế là không biết thật sự là có nhiều đại lý không, phải ra phải có một đại lý thôi chứ nhỉ. Đây cho nhiều đại lý thế. Nói chung là cái gì cũng thế thôi. Bán được nhiều thì sẽ có nhiều nhiều số bán. Thế nên là cũng không biết cái nào là chuẩn chính hãng Rolex thật sự. Thế là theo cái cảm nhận của cá nhân em. Đọc cái chống sốc kiểu này rất là hay. Lần trước em bán rượu. Cái rượu rượu hồ lô, rượu hồ lô nhà anh thì họ cũng bọc như thế, rượu hồ lô đây và rượu trúc đấy, rất là hay nha. Đấy, họ trộn những cái quả hồ lô rất là đẹp luôn, đấy, để ở đây không bị thấm thấu ra ngoài luôn, và bọc vào trong cái xốp xốp kiểu nhà về đến Việt Nam, cái bình rượu này nguyên si luôn, không bị ảnh hưởng gì, rượu cũng không bị. Nói chung là các pháp sư Trung Hoa quá đẳng cấp. Rượu này thì uống hết rồi đấy, thuận tiện cái gỗ này. Mà nói chung là rượu này thì nó hơi nặng nặng tí, thì bên vận chuyển cứ thấy đẹp mà họ cũng xin ít. Ngày trước bán là cái dù đấy, cái vật à, cái túi nghe, túi bằng da một cái thì nó như gì cơ này. Sau ngày 9 tháng 11 năm 2024 và tặng kèm cho một cái này là cái gì nhỉ, logo thương hiệu Rolex à, cái này. Cái này cái gì, một cuốn cá cầu lông. Đấy, và họ căng sẵn đầu dây 11 cân rất là căng luôn. Đấy, anh em nào thích thì có QR code các kiểu. Nói chung là em thấy rất là nhiều shop bán nhá. Thực ra thì cái gì cũng thế thôi, nó cũng phải có cả cái kiểu như giày giày Rolex này thì cũng có cái, về Việt Nam thì vẫn có cái hơn, có cái 200-300, nhưng mà chuẩn hãng của nó thì là vài triệu, thì cũng đều phải phục vụ người tiêu dùng hết, giá cả để làm sao cho phù hợp với cả người chơi, chứ bây giờ lại đắt quá thì cũng không được. Đấy. Và bác nào thích chơi cầu lông hoặc là những cái bộ môn khác nha, thì em cũng ở đây cái thông số của nó đấy, thông số
là hay luôn. Nói chung là em thấy những cái kể cả những cái vật khác luôn đều có thông số các thứ đàng hoàng luôn. Chất lượng thì tự mình phải cảm nhận được nó có ok không. Bây giờ cầm đánh mà lại còn không biết chất lượng nhà có xứng đáng cái giá tiền đấy không thì chị. Và nói như em thấy ở trên trên hội thanh lý đồ à, thanh lý cầu lông thì em thấy là giá nó cao hơn thế này rất là nhiều. Một con này có hình như là vào 3 triệu mấy, còn cái này thì chỉ cần rơi vào 2 triệu 2 thôi. Sống y xì này. Nên là chính là những cái bạn những cái này nên là suất cao. Nói chung là tóm lại là các bác mua bất kỳ một cái hàng hàng gì các bác cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán và cảm nhận xem là nó có tốt không, nó có đúng cái giá trị đồng tiền không. Hôm nay thì hàng cũng về nhiều nhưng mà ngày hôm qua em hơi mệt thành ra em không ở cửa hàng của em vào đây để in đơn cho một số bác đặt hàng. Cảm ơn các bác rất là nhiều thời gian qua đã theo dõi kênh của em. Thời gian nữa thì em sẽ live stream và chuyện trò cùng với các bác trực tiếp thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn các bác nha.